các em lung tung hết. Thế các bạn có thời gian xem mà cháu cũng chưa xem được những cái đấy bao giờ. Chú ấy lại gì đứng như không xem. Cháu lại chưa được xem ý. Cháu cũng không có thời gian để xem những cái đấy. Không biết là những cái đấy ở đâu mà mọi người cứ nói, đâm là mình cũng không có cái thông tin hay cái dữ liệu để có thể trả lời được cho mọi người ấy. Cháu thích nhìn lại vòng tròn đó ạ. Hả? Cháu thích nhìn lại vòng tròn bạn chị Hạnh Gia. Chị Hạnh Gia ơi, tức là chị muốn mua cái vòng 108 hạt hay là vòng tròn? Cái vòng tròn có giá 500.000 chị ạ. Đây chị ạ, vòng này có giá 500.000 này. Chị hỏi chị là thích hạt đơn hay hạt chuỗi? Còn ai khen em đẹp em vẫn đặt được rồi, em cảm ơn nhé mọi người. Ok, vòng đó đấy chị. Vòng này là đây. Vòng 500.000 các bạn ý, đúng không hả Hạnh Gia? Chị Hạnh Gia ơi, chị nhờ kiểm tra tin nhắn chờ giúp em nhá. Anh Nguyễn Nam ơi, mệnh nào tuổi gì mình cũng có thể đeo được vòng chồng anh ạ. Chỉ là do sở thích anh muốn vòng vòng cổ hay là vòng tay, rồi là vòng chuỗi hay là vòng đơn thôi anh ạ. Thì đại ca bạn có thể kiểm tra. Thế là bây giờ khi đứng bạn cứ like 246 về vòng thì chú sẽ cố gắng like 357 để trả. Cái này 46 bạn chơi với cháu. Không, chú vẫn ngồi cùng cháu. À. Còn bây giờ này 246 cháu không làm gì chú ngồi. Chú 347 bạn. Chốt em về đấy chị cái thôi. Tức là có 3 bạn bạn đến chốt em ạ. Em biết rồi, em nhắn tin cho các bạn. Bức tranh gỗ sau lưng chú Hải có giá là 80 triệu nha bạn. Bạn tiếng Trung Quốc ạ. Thế là hỏi các bạn vậy thôi, kia mà xem cái bức tranh. Cho anh mua cái chuỗi 108 hạt 600.000. Vâng anh Trần Cường chắc tin nhắn nhá. Em nhắn nhá. Trung Hiếu hỏi là nam tay to đeo vòng nào là chị, bạn ấy hỏi đây lắm. Chị xin lỗi em, đây nam tay to em có thể đeo cái vòng này này Hiếu ơi. Đấy, thì cái này tay to. Nếu mà to như chú thì nhìn chú nhau này. Đây, một cái. Đây. Mà thầy lại đang cho vòng hay không rồi? Mà thầy đang mẫu vòng. Có một bạn Trần Cương cực. Được. Vâng ạ, mẫu vòng. Đây, vòng nè. Vòng đeo cổ. Vòng mày chứ đó. Anh Thắng Trần ơi, vòng đeo cổ không bán theo mệnh anh ạ, mà sẽ bán theo tuổi con giáp thì sẽ có phần bản mệnh. Đấy, anh comment cái tuổi.